Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái video dạy bài tập tính tổng SN. Với dãy SN hôm nay sẽ là x cộng x mũ 3 cộng x mũ 5 cộng chấm chấm cho đến x mũ 2n cộng 1. Đấy. Thì ta nhìn vào cái tổng SN này, ta sẽ thấy cái số mũ của x này 1, 3, 5 chấm 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 cho đến 2n cộng 1 đúng không ạ? Thì nó đều là số lẻ đúng không ạ? Thì cái 2n cộng 1 này chính là cái giá trị tổng quát của những cái phần tử trong cái tổng SN này đúng không ạ? Rồi. Thì để giải quyết bài toán này thì mình sẽ làm như sau. Và ở đây thì với cái bài 14 này tính SN này thì mình đã viết trước một đoạn đoạn code đây rồi ạ. Và mình để cho các bạn nắm được vì sao lại viết như này thì mình sẽ giải thích chi tiết từng dòng lệnh một đúng không ạ? Rồi, đầu tiên thì mình sẽ khai báo một số cái thư viện cần thiết cho nó. Đấy. Thư viện Studio Home Task đúng không ạ? Math Math tức là cái thư viện toán học và tiếp theo là cái thư viện Corneo Home Task. Và sau đó thì mình sẽ khai báo một cái hàm main. Đấy, và trong cái hàm main này thì mình khai báo một số cái biến. Đầu tiên là biến x, tức là đây tương đương với cái x này. Và tiếp theo sẽ là n. Đây, tương đương với n này. X và n này là hai cái số mà mình nhập từ bàn phím vào, right. Và sau đó mình sẽ khai báo cái s, chính là cái sn này, tính là cái tổng, đúng không ạ? Và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0 với cái kiểu dữ liệu là float, kiểu số thực, đúng không ạ? Vì ở đây là tổng của những số mũ lại với nhau thì đương nhiên nó sẽ là một cái kiểu số thực, đúng không ạ? Đấy, với cái x này là một số bất kỳ, đúng không? Và sau đó mình sẽ in ra màn hình cái câu lệnh để cho chúng ta nhập cái giá trị của x vào, đúng không ạ? Print, sau đó scan và tương tự để nhập vào số tự nhiên n. Rồi, sau khi các bạn đã nhập xong cái giá trị của x và n thì ở đây mình sử dụng một vòng lặp for. Đấy. Và trong cái vòng lặp for này tức là gì? Thì đầu tiên mình khai báo một cái biến chạy y khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0, đúng không ạ? Và sau đó mình đi tiếp tục đi so sánh với cái n này. Đấy, với cái n mình đã nhập ở trên đấy. Nếu như nó bé hơn hoặc bằng n thì nó sẽ tính cái biểu thức s này. Và sau đó tiếp tục tăng y lên. Đấy. Nếu sau khi tăng nó lớn hơn n, đúng không? Thì nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng lặp for này và sẽ in ra cái kết quả tổng cần tìm ạ. Đấy. Thì mình sẽ giải thích cái câu lệnh s bằng s cộng pow plus x cho 2 nhân y cộng 1 đúng không ạ? Thì cái câu lệnh này nghĩa là như nào? Thì ở đây sau khi thực hiện bằng for thì mình sẽ thực hiện cái phép đoán f là bằng s tính là tổng tính bằng tổng ban đầu này. S ở đây chính là tổng ban đầu này và S đây chính là tổng S sau đấy cộng cho pow plus x 2 sau y 2 nhân y cộng 1, đúng không? Tức là gì? Cái pow này, câu lệnh pow này nghĩa là tính x mũ 2y cộng 1. Đấy. Thì ý nghĩa của cái pow này chính là x mũ 2y cộng 1. Đấy. Và như các bạn đã thấy thì vì sao đây là plot? Đấy. Bởi vì khi ta tính cái số mũ này thì ta cần phải định dạng lại cái kiểu dữ liệu cho cái giá trị x này. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn kiểu giá trị là plot. Đấy. Rồi. Sau khi đã tính xong cái s này đúng không? Thì ta sẽ đi in ra màn hình
cái tổng cần tìm, đúng không ạ? Và đây là phần trăm S, phần trăm F và S, đúng không ạ? Trả về cái giá thì là tổng S, đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh get, get để mà dừng là cái màn hình lại để cho chúng ta quan sát cái kết quả, đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là cái phần nói về giải thích về cái câu lệnh, về cái đoạn code để làm bài tập, đúng không ạ? Và sau đây thì mình sẽ chạy và đưa ra một số cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Rồi, ở đây mình đây nó báo là nhập vào x, đúng không ạ? Ở đây mình nhập x là bằng 2 đấy ạ, và n bằng 1 đấy ạ. Rồi, thì nó đã in ra cái tổng cần tìm là bằng 10, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ giải thích vì sao nó bằng 10. Rồi, ok. Khi x bằng 2, đúng không ạ? N bằng 10, bằng 1, đúng không ạ? Rồi, ta thay vào cái bội thức SN này. Này, x bằng 2, đúng không ạ? Và n bằng 1, đúng không ạ? Rồi, thì lúc đó thì S1 sẽ bằng gì? X sẽ là bằng 2 cộng cho 2 cộng x, đúng không ạ? Mũ này, mũ cho 2n trừ 1, đúng không ạ? N lúc này bằng 1, đúng không ạ? Tức là 2 nhân 1 cộng 1, tức là gì? 2 nhân 1 bằng 2, đúng không? 2 cộng 1 tức là bằng 3, đúng không? Chính là bằng x mũ 3, đúng không? Chính là bằng 2 mũ 3, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 cộng 2 mũ 3, 2 mũ 3 bằng 8, đúng không ạ? Chính bằng 2 này cộng 8, đúng không ạ? Thì nó bằng 10, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì cái kết quả mình tính bằng tay này so với tính bằng máy ở đây thì nó hoàn toàn giống nhau, đúng không ạ? Đấy, đều cho kết quả là 10, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì các bạn cũng đã thấy việc ứng dụng của nó trong cái việc tính toán, đúng không ạ? Nếu như ta tính bằng tay thì nó sẽ rất lâu, và tính bằng máy thì nó rất nhanh đó. Rồi, ok. Thì trên đây là cái bài dạy tính tổng S, N, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.